Rồi, Duy Cường Audio chào tất cả các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay chiều tối rồi cũng rảnh rảnh, em quay chút video hàng mới về cho anh em xem nhé. Thứ hai hôm nay bên cửa hàng em về cũng rất là nhiều hàng, để em quay cho anh em mẫu sản phẩm này. Hàng bên em về cũng rất là nhiều, đây là chỉ mặt đằng trước thôi, để em quay cho anh em xem. Thì hôm nay em lên cho anh em là chủ yếu là dây loa Jabo, em về được mấy loại thì em quay cho anh em xem đây. Tức là hàng này thì hàng nguyên hộp full tem cho anh em nhá. Ở trước khi xem thì các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Và kết bạn Zalo 0775264888 ở trên màn hình của các bác. Hai số điện thoại đó thì các bác alo lúc nào cũng nghe máy của các bác nhá. Rồi. Đi vào chi tiết sản phẩm thôi. Hôm nay em sẽ đi vào đây, em sẽ quay cho anh em xem. Đây nhá. Em có 3 loại. Đây là 3 loại thì em quay cho anh em đắt từ rẻ tới đắt nhá. Đây. Đây là hàng tem em vừa mới bóc ra nhá. Đây. Tem niêm phong của nó này. Và đây là cái mã số của nó này. Đây nhá. Jabo này, audio file này. Mã dòng này nó là GI3000A nha anh em. Đó, GI3000A nhá. Hôm nay em đi quay luôn quay chi tiết anh xem đây, mở hộp. Đây. Các bác có thể nhìn thấy cái bộ dây loa nó chất lượng như thế nào đấy. Hàng lưu 100% chưa qua sử dụng nha. Chưa có qua sử dụng này. Đây là Jabo audio file. Đó. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Đây. Đây là đầu rắc bắp chuối của nó nha bác. Đầu rắc bắp chuối của Jabo 100% đều là rắc mạ vàng công nghiệp 24K hết nha các bác. Tại vì chữ nó hơi nhỏ nên em quay không quay thì hơi khó, chữ nhỏ đây em quay. Đây. Các bác có nhìn này. Jabo audio file. Đó. Gemini. Thương hiệu Gemini được. Thương hiệu có nổi tiếng của Đức rồi các bạn. Này, đầu rắc bốc chuối lồng đèn nha các bác, tiếp xúc cực kỳ tốt luôn ạ. Còn dòng này nó là loại này, nó là loại đồng nha các bác, đồng xoắn để các bác nhìn này. Đây này. Em quay chi tiết, em quay gần cho anh em xem. Các bác nhìn không? Nó là dạng đồng xoắn này. Tức là vừa đồng to vừa đồng nhỏ đan xen là nó xoắn lại với nhau. Để cho những truyền tải tốc độ âm thanh gọi là tốt nhất cho các bác. Em báo giá luôn sản phẩm này cho anh em. Đây, một cặp như này, giá của nó là 2.800.000. Em bao ship toàn quốc. Và vui lòng anh em, em thực sự luôn, em giá em bán cực kỳ là tốt rồi, không có chỗ nào giá tốt hơn. Nên là anh em thực sự là cũng không cần phải mặc cả thì nhiều thật nhiều bác. Ví dụ như anh em có thiện chí thì em bớt 50 thôi, em bớt ly cà phê thôi, chứ em không có bớt nhiều được, bán nó đâu có lời lãi gì đâu các bác. Nhiều bác cứ mặc cả, nhiều thực sự là không muốn trả lời luôn á. Bác là cần thì cứ alo trực tiếp với em, giá em bán là bán công khai cho anh em luôn, khỏi phải nghĩ. Đó, bộ như này, mỗi vế của nó là dài 2.5m nha các bác. Một cặp như này là dài 2.5m. Hàng full hộp luôn cho anh em. Khỏi phải chê luôn đó. Nhiều chỗ nó bán 3.000.000 luôn á. Em bán anh em là 2.800.000 bao ship. Các bạn nhớ nha. 2.800.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Rồi, xong sản phẩm thứ nhất. Đấy, các bác nhìn nhá. Mã của nó là GI3000A nha anh em. Các bác phải nhớ đó. GI3000A. Đây, hộp của nó như này. Đó, các bác thì nhìn cái hộp của nó. Đây, các bác nhìn hộp của nó này. Nhìn cái hộp như này thôi là các bác đã muốn mua rồi chứ đừng nói là. Hàng đây, tem tiếc đầy đủ đây. Mã số của nó đây. Đây, quay mã số cho anh em xem này. Đó, mã số của nó đây này. 172146 là mã số sản phẩm của nó nha các bác. Jabo audio file, hàng lưu 100%. Đó. Hàng hộp cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là hộp về thì qua đợt em về rất là đẹp. Có đầu hộp thì nó do vận chuyển nên là nó cũng hơi méo một chút, nhưng mà nó hộp thì nó không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là dây bên trong này. Đó. Thôi xong sản phẩm thứ nhất. Rồi. Jabo GI3000A nha các bác. Các bác nhớ hồi em là GI3000A. Giá của nó là 2.850.000 à 2.800.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em. Các bác nhớ giùm em nha. Đó. Đó. Rồi. Xong bộ thứ nhất thì đây, em để gọn ở đây đã. Rồi. Đây, hàng về nói chung là về cũng rất là nhiều nên các bác khỏi lo. Rồi, bây giờ đến bộ tiếp theo. Đây, bộ này là bộ cao cấp rồi thì chưa ấy, em đem quay cho anh em. Đây. Bộ này là bộ FV10 nha các bác.
Đây, quay mã sản phẩm cho anh em xem ạ. Đây, Zabo GIFV10. Cái dòng này là loại bạc nha anh em, loại bạc. Các bác nhìn đấy, hàng hộp lưu, quá tuyệt vời luôn ạ. Rồi, bây giờ em đi chi tiết sản phẩm quay cho anh em xem đây. Đây, em mở hộp cho anh em. Hàng của bên em là tất cả là đều em vừa mới quy tem này nha anh em, chưa có đụng chạm gì luôn đó. Đây, quay anh em xem. Đây là bạc nhìn dòng này mê lắm các bạn, thực sự luôn á. Có nhiều dây này, rất tuyệt vời. Hàng này em còn có 2 bộ thôi, không nhiều nha các bác. Chỉ có 2 bộ thôi. Đây, quay cho các bác xem loại bạc nha. Này các bác nhìn này, loại bạc nó có lớp chống nhiễu luôn ạ. Này, đây nó bọc một, các bác không thể nhìn được loại bạc bên trong nhưng các bác nhìn thấy là cái lớp bạc chống nhiễu của nó đây này. Đó, đây là cái lớp bạc chống nhiễu trắng này, là lớp bạc chống nhiễu nha. Và đầu rắc của nó như này đây. Đây các bác, đầu rắc rất là tốt, đầu rắc rất xịn sò luôn nè. Đó, dòng hi-fi, tất cả dây đều đi theo điều hướng mũi tên nha. Đây, các bác nhìn nhớ điều hướng mũi tên của nó đấy, đi từ âm ni ra loa nha. Các bác nhìn đấy. Đó, đây đầu rắc này các bác có thể em nhớ không nhầm là dòng này thì không, dòng này chưa có vặn ra được. Nhiều dòng có dòng vặn ra được cơ, nhưng mà rắc này nó không vặn ra được. Đây là cục chia của nó. Đấy, các bác nhìn này, em quay cho. Rồi quá tuyệt vời luôn. Hàng lưu 100%, không có qua sử dụng người dùng ở Việt Nam. Các bác lưu ý hộ em. Các bác không biết các bác nghe rõ không? Bên kia là bật loa to quá. Rồi khó. Rồi để hết ngược vào. Đem quay chữ cho anh em xem nha. Để các bác đợi em một chút để em quay. Lôi hẳn ra em quay cho các bác xem. Các bác nhìn thấy chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Đây, Zabo Audio File này. Đó. Đây. Zabo Audio File. Rất tuyệt vời luôn. Đều hướng mũi tên nha các bác. Các bác nhớ này. Đây tất cả đều hướng mũi tên hết. Đây một cặp của nó như này đây các bác. Đây một cặp của nó như này. Dây loa bên em 100% mà mỗi vế 2,5 mét nha các bác. Đầu rắc bắp chuối hết ạ. Bắp chuối mạ vàng công nghiệp 24K. Loại bạc nha anh em. Dòng này là loại bạc. Giá của nó em báo luôn anh em là 3,7 triệu. Bao ship toàn quốc cho các bác, 3,7 triệu một bộ này. Em bao ship cho anh em luôn nha. Hôm nay em chỉ có 2 bộ thôi. Chứ em không có nhiều đâu. Rồi. Đấy các bác nhìn ạ. Dây loa Zabo. 2 bộ nha các bác, không có nhiều. Thật ra là 3,7 triệu bộ này nha. Em bán vào ship cho anh em, giá hữu nghị rồi. Nói chung là giá thì có thời điểm nó lên, có thời điểm nó xuống. Nên là mình không thể biết được các bạn, không thể biết được. Nói chung thời gian này về giá tốt thì em bán giá tốt cho anh em. Rồi thời gian sau nó về giá nó tốt nữa thì em lại giảm giá cho các bác. Khi nó lên thì em phải bán cao cho các bác. Nên là mỗi đợt thì nó sẽ là về một khác nhau nên là các bác không thể ấy được. Và đợt này đợt khác. Đợt này thì giá em về là giá là tốt rồi, quá tốt luôn đó. Đấy một cặp như này, đây các bác nhìn đây. 2,7 triệu một bộ, 3,7 triệu một bộ, em bao ship toàn quốc. Mã của nó là FV10 nha các bác. FV10 ạ. Rồi, xong cái bộ này, em quay bộ 3 là bộ cao cấp. Bộ cao cấp nhất của nó đây. Rồi, thì em còn bộ dây loa bạc nữa mà. Thôi, giờ đây em cũng có một bộ rồi, các cũng đăng Facebook 1-2 ngày là hết bán rồi. Nên là thôi quay cái này trước, cái này sau em về em quay cho các bác sau nha. Đây, cái này em để các bạn ở đây đã. À, các bác nhớ em đây. Bộ này là Zabo FV10. Giá là 3,7 triệu, bao ship toàn quốc. 3,7 triệu, bao ship toàn quốc. Anh em nhớ giùm em một nha. Đợi. Đây, bộ cao cấp nhất đây. Mã của nó đây. Zabo Audio File FV110. Đời cao á. Bản là bản này gọi là gần như là đời đầu bảng của Zabo nha các bác. Gần như là đầu bảng luôn ạ. Giá cực kỳ là tốt cho em đây này. Đây, quay cho anh em xem.
Đây. Cho em thực sự luôn, nếu mà nhìn thôi đã đủ phê rồi, là đã đủ mê rồi, không nói gì cả. Bởi vì đây là dòng đời cao cấp của Jabo nha các bác. Nói chung là chưa phải là đời cao cấp hẳn, nhưng mà nó gần như là đầu bảng á, gần như đầu bảng của Jabo. Mã của nó là FV110 nha các bác. FV110, loại đồng nguyên chất OBC. Tại sao người ta gọi là OBC? Thì hôm nay em cũng giải thích cho các bác luôn. OBC của nó OBC á, gọi OBC 99.9% á, tức là đồng được tinh khiết, khiết. Nó không như đồng điện, những loại đồng dây bình thường khác. Dây bình thường khác, ok, đốt điện này nhiều bác test đốt đồng mà đét test đốt bật lửa lại loại, nhưng mấy cái đấy em nghĩ là đồng đấy cũng không phải là đồng tốt. Đồng tốt của nó là đồng OPC, đồng tinh khiết của nó, đó gọi là đồng tốt. Rồi bây giờ em quay cho các bác xem đây, đây nguyên bộ của nó như này đây ạ. Tất cả dây hộp của nó đều có đây, đều hộp đều có giấy tờ của nó này, và đây là cái túi chống ẩm của nó này. Đó, đây là hạt chống ẩm nha. Đây là dây luôn luôn được khô ráo. Và đây chi tiết sản phẩm đây, 100% đầu rắc bác chú hết nha các bác. Dạ, đây các bác nhìn đầu rắc như này các bác có thấy như thế nào rồi? Đây, các bác nhìn như nào? Làm gì có bộ làm là tuyệt vời hơn bộ này nữa các bác. Đầu rắc bác chú ý, đây các bác này siết lên như này là khóa này. Các bác cũng nhớ nha, nó dạng rắc khóa này, để siết chặt lên là khóa nó nở. Nó lở cái này ra này. Để em quay cho các bác xem. Đây này, nó lở cái này ra là nó khóa lại, còn đây nó siết siết nó nóng như này. Nó nóng như này. Thì nó này ấy xuống này. Đó. Đó là rắc khóa nha. Hàng này nó không có nhiều đâu, hai bộ, em chỉ có hai bộ thôi. Giá báo cho anh em là 8.7 triệu. Bao ship toàn quốc. Không cần phải cọc kiếp thì bác là thiện chi lấy này, em không còn cần bắt cọc nữa. Nha. Đấy, anh em nhìn. Mỗi vế của nó đều dài 2,5 mét hết. Đầu rắc Jabo. Này, các bác quay, em quay ra cái đây cục của nó. Này. Jabo này. Audio file này. Gemini này. Đó, điều mũi tên này. Đây là từ điều mũi tên ra như này, nó đây cắm từ đây là âm ni này. Chạy ra ngoài kia. Nó sẽ ra loa này. Đây này. Đây này. Đây này, đầu này sẽ chạy vào loa này. Đó. Đây, đầu rắc của nó cũng là Jabo này. Audio file. Gemini luôn nha các bác. Nhìn những cái bộ dây như này em nói thật sự các bác là đáng đồng tiền bác gạo để các bác bỏ ra luôn ạ. Các bác chơi thì khỏi phải nâng cấp gì cả. Đó. Đây, nguyên bộ nó như này. Hàng full hộp. Đây. Đây. Cũng còn là bộ này nữa đây. Ngày mai em giới thiệu cho anh em dây loa Monster trước ạ. Ngày mai em sẽ giới thiệu cho em hai sản phẩm. Một là dây loa Monster, hai là dây loa Audio Mage nha. Đây, cái thằng này em full hộp luôn, hàng về full hộp cho các bác. Các bác ra lên cho anh em xem nha. Đây, mấy bộ AVX là ô này. Đấy. Dây đem qua hai sợi dây nguồn Maxin tốc. Mấy dây rẻ tiền kia thì em sẽ lên dần cho anh em nhé. Vì mỗi anh em có một điều kiện khác nhau. Không phải là bác nào cũng có thể có cái điều kiện để chơi những cái dây tốt như này được. Thực sự là rất là ít, nó không phải ít nhưng mà nói chung là cũng không có nhiều các điều kiện để chơi những cái loại dòng dây như này. Nên là hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em ba mẫu sản phẩm này, thì anh em nào ưng mẫu nào, đây từ đắt rẻ tới trung bình thì đều có cả. Nên là anh em nào có đắt rẻ trung bình cao cấp, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ cho em ship toàn quốc cho anh em ba sản phẩm nha. Nên là các bác không phải lo về chất lượng sản phẩm. Hàng như này, hàng hộp, tem, mã số như này thì các bác không phải lo hàng nhái, hàng nhức gì cả. Đây này, ba sản phẩm. Các bác nhớ nha, dòng Jabo này là GI3000A. Giá của nó là 3 triệu em xin lỗi các bác, giá của nó là 2.8 triệu. Em bao ship toàn quốc. Còn đây là FV10, giá là 3.7 triệu. Em bao ship toàn quốc cho anh em. Còn đây là dòng cuối cùng mà bên em vừa quay á, thì là FV110, đời cao cấp, hầu như là gần như là gọi là đầu bảng của nó. Giá của nó thì em báo rồi đó, 8.7 triệu. Tất cả đều sử dụng bắp chuối và đầu rắc. Có bác nào có thể xài mũi chim, nhà bác xài mũi chim á, em có thể tặng kèm cho các bác 4 chiếc mũi chim rắc chuyển á, mũi chim ra bắp chuối để bác cắm thuận tiện.
Rồi thì hôm nay em giới thiệu sản phẩm đến đây thôi. Em xin chào tất cả các bác, hy vọng là các bác có thể xem video và các bác đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất để bên em quay cho các bác. Hàng bên em thì cũng mới về, số lượng cũng rất là nhiều, quay cho anh em xem đó. Trước khi dừng video, em chào tất cả các bác. Hôm nay em quay đến sản phẩm đến đây rồi. Hàng bên em về thì không có nhiều đâu, bác là nhanh tay thì được nha, không có nhiều đâu, nó tùy đợt đó, có đợt em về, có đợt em không về được, nên là anh em phải thông cảm. Rồi, trước khi dừng video ở đây thì em ra chào tất cả các bác, chúc các bác có một sức khỏe thật dồi dào, chơi audio như một niềm đam mê. Anh em nào chơi thì mỗi người có một điều kiện, nên là anh em chơi cho nó vừa tầm thôi. Chứ thực ra nói thật các bác, bán hàng nhiều khi em gặp, ở đây em tôi tâm tự sự luôn cho các bác, là nhiều khi gặp mấy trường hợp pay bác sợ vợ, thực sự luôn em nói là sợ vợ, là các bác phải chuyển khoản cho em, rồi em bảo em là đóng hộp ghi chữ kính tặng vào đó, các bác ghi được chữ kính tặng à. Nên là nhiều khi nó cũng hơi phức tạp một tí, thì nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh mà. Rồi nên là anh em thì chơi cứ tùy vào điều kiện của mình thôi. Rồi em xin dừng video ở đây nha các bác, em chào tất cả các bác ạ, hẹn các bác ở những video kế tiếp. Các bác nhớ theo dõi kênh để được ra những sản phẩm mới ạ. Đây em vẽ rất là nhiều đồ cho anh em, em chưa kịp quay cho anh em nha. Rồi chào tất cả các bác, hẹn các bác ở trong những video kế tiếp ạ. Rồi em đi zoom sát vào cho anh em xem được kỹ ạ. Rồi chào tất cả các bác nha.